rất là đẹp. Đằng trước quý vị ạ, đằng trước sẽ có 6 cảm biến, 1, 2, 3, và bên kia cũng đều như vậy luôn. Đèn đèn bi LED này, và cũng giải đèn LED trước, hình chữ V. Rất là đẹp. Cái này làm tí bi gầm, đẹp nhỉ? Đúng không? Để làm tí bi gầm. Hai bi, hai bi này. Bộ đèn này trông có vẻ hơi thiếu thiếu nhỉ? Đèn này chỉ có một đèn pha bi thôi. Chuẩn hiện thế. Không biết là bản này là bản thương mại chưa? Và phía bên cạnh hông có một cái phản quang này nữa. Có một cái đèn trước không? 6 cảm biến đằng trước. Thông tin kỹ thuật của chiếc xe VF7. Thông tin chiều dài cơ sở là 2840mm, chiều dài là 4545mm, chiều cao là 1890, chiều rộng là 1890 và chiều cao là 16375mm. Dung lượng pin khả dụng là 75,3 kWh. Quãng đường di chuyển được một lần sạc, bản Eco là 450km, bản Plus là 431km, công suất tối đa 201 mã lực đối với dòng VF7 Eco và 348 mã lực đối với dòng VF7 Plus. Và cái công suất của cái bản Plus là 260 và công suất của cái bản Eco là 150. Mô men xoắn cực đại là 310 Nm đối với bản Eco và công suất cực đại đối với dòng VF7 Plus là 500 Nm. Dẫn động thì đối với bản Eco là cầu trước và bản Plus là hai cầu toàn thời gian. Như vậy là điểm khác biệt giữa bản Eco Plus là sẽ có hai cầu. Kích thước la răng của bản VF7 Eco là 19 inch và VF7 Plus là 20 inch. Có thể lựa chọn là 21 inch. Màn hình cảm ứng đối với bản VF7 Eco là 12,9 inch và bản Plus là 15,6 inch. Như vậy là sẽ cao hơn. Trợ lái thì bao gồm hỗ trợ lái đường trên cao tốc Level 2, kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình tương ứng, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp. Như vậy là điểm khác nhau giữa bản Eco và bản Plus là khá là nhiều. Các bạn sẽ chụp lại cái bản thông số kỹ thuật cho quý vị xem. Chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng và xem chiếc xe VF7 này. Vâng, cái tay nắm mở cửa thì giống thiết kế giống VF9. Trên gương cũng trang bị camera 360 nằm phía gương. Tay nắm cửa được thiết kế ẩn vào phía trong. Phía đằng sau xe nhìn rất là thể thao thưa quý vị. Đằng sau cũng được trang bị 6 cảm biến đằng sau và giải đèn LED chữ V đằng sau. Phía đằng sau được trang bị một camera phía đằng sau thôi ạ. Hai camera. Camera là phía đằng hai chữ V đằng xuống. Đuôi thiết kế khá là đẹp, rất là đẹp. Có rất nhiều các anh Tây đang chiêm ngưỡng sản phẩm. Người mẫu đây khá đứng, chắc là khá là mỏi chân đấy. Rất tiếc chúng ta không thể vào bên trong nội thất để xem chiếc xe này. Nhưng có lẽ đây là bản xuất ngoại nên em Mạnh thấy một cái phản quang màu vàng nằm ở phía bên dưới đấy ạ.
đèn trước nhìn nó hơi thiếu không ạ? Các bạn chưa nhìn thấy cái đèn xi nhan nó nằm chỗ nào? Cái đấy là bản concept thôi ạ. Nên bản thương mại thì liệu ra nó có như thế này không? Ok, cùng em Mạnh chiêm ngưỡng một loạt sản phẩm khác nhé.